Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì trong cái video bài giảng của mình chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái phương pháp và những cái công cụ. Thì cái mục đích cuối cùng của những cái phương pháp và những cái công cụ này đó là chúng ta có thể xác định được cái xu hướng của cái đồ thị giá cũng như là cái điểm vào lệnh, đúng không ạ? Và mình nhận thấy rằng là một trong những cái hiện tượng mà chúng ta có thể ứng dụng cách rất là dễ dàng trong cái việc giao dịch đó là hiện tượng phân kỳ. Phân kỳ là một trong những cái hiện tượng mà xảy ra ở hầu hết những cái chỉ báo, từ chỉ báo động lượng, chỉ báo momentum, chỉ báo MACD cho đến chỉ báo RSI, tất cả đều có xuất hiện những cái hiện tượng phân kỳ. Và khi hiện tượng phân kỳ diễn ra thì nó sẽ là một trong những cái điểm báo để chúng ta có thể có những cái thời điểm tốt để chúng ta vào lệnh. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người làm thế nào để mọi người có thể giao dịch được với cái hiện tượng phân kỳ diễn ra trên cái chỉ báo RSI, đúng không ạ? Thì tại sao lại là chỉ báo RSI thì mọi người cùng xem hết video để có thể có được những cái thông tin này. Ok, trước khi đến với nội dung chính của video thì với những các bạn nào các bạn đang giao dịch margin mà các bạn đang cần cái sự hỗ trợ thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram của kênh của chúng ta. Thì mình có một cái nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu, phân tích kỹ thuật, và nhóm này là nhóm hoàn toàn là miễn phí, mình mở ra để mọi người có một cái cộng đồng để mà trao đổi kỹ hơn về cái công việc và trading. Thì bạn nào cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể để lại thông tin ở cái phần form đăng ký ở bên dưới, và sau đó thì sẽ có admin add các bạn vào trong cái nhóm này, đúng không ạ? Ngoài ra thì với những các bạn nào đang giao dịch Binance hoặc là các bạn chưa có tài khoản Binance thì các bạn có thể giữ cái đường link ở bên dưới để mà được hưởng cái ưu đãi lên tới là giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Đây là một cái ưu đãi đặc biệt dành cho những cái member của kênh Anh Review Capital. Và nếu như các bạn là những người giao dịch ở trên sàn Binance với cả cái khối lượng lớn ấy, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình hoặc với các admin để có thể có được những cái ưu đãi tốt hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả cái chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái nội dung chính của cái video ngày hôm nay. Thì cái câu hỏi được đặt ra đầu tiên mà chắc là nhiều bạn sẽ thắc mắc đó là cái tín hiệu phân kỳ thường xuất hiện ở trên rất là nhiều những cái công cụ chỉ báo khác nhau. Vậy thì tại sao các trader lại thường sử dụng cái công cụ chỉ báo RSI nhất? Thì trước tiên thì chúng ta có thể thấy rằng đây là cái công cụ rất là phổ biến và rất là dễ sử dụng đối với cả các trader. Và thứ hai ấy, đó là cái tín hiệu phân kỳ của RSI thì nó sẽ có cái độ nhạy hơn so với cả những cái chỉ báo khác. Ở đây thì mình sẽ đưa ra cho mọi người một cái ví dụ so sánh giữa tín hiệu phân kỳ của RSI và của MACD để mọi người có thể thấy rõ được cái sự khác nhau về độ nhạy giữa hai công cụ này. Nói qua một chút về cái tín hiệu phân kỳ MACD thì trong một cái giao dịch mà dựa vào phân kỳ trên MACD cũng là một cái giao dịch tương đối là phổ biến. Và đây là cái phương pháp mà được nhắc đến khá là thường xuyên trong những cái loại sách về trading. Và cái tín hiệu này cũng được xem là một cái tín hiệu xác nhận cho cái xu hướng đảo chiều, hoặc là cái lý giải tại sao một cái xu hướng có thể đảo chiều. Chính vì vậy mà với một cái công cụ hết sức phổ biến như vậy thì mình cũng rất là muốn để dùng để mà so sánh với cả cái tín hiệu phân kỳ của RSI, xem nó là có cái sự khác nhau như thế nào, đúng không ạ? Thì ở trên cùng một cái biểu đồ như mọi người có thể thấy ở trên màn hình thì mình sẽ sử dụng kết hợp cả MACD và RSI để mà các bạn có thể hình dung một cách rõ ràng nhất. Như chúng ta thấy thì cái tín hiệu phân kỳ mà MACD tạo ra thường có cái tần suất sẽ nhỏ hơn so với cả RSI rất là nhiều. Và hơn nữa thì một khi mà tín hiệu phân kỳ MACD xảy ra thì nó không phải là một cái tín hiệu chất lượng và rõ ràng. Sẽ có rất là nhiều những cái tín hiệu gây nhiễu và sẽ khiến cho chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn trong cái quá trình giao dịch. Như ở trong cái trường hợp mọi người thấy ở trên màn hình thì mặc dù là giá và RSI có cái tín hiệu phân kỳ rất là rõ ràng và từ sớm, đúng không ạ? Nhưng mà MACD dường như là không có những cái sự biến động gì nhiều. Và phải sau đó một khoảng thời gian thì cái MACD mới bắt đầu xuất hiện cái tín hiệu phân kỳ. Như vậy là chúng ta có thể dễ dàng thấy được là cái sự phân kỳ của RSI sẽ mạnh hơn rất là nhiều so với cả MACD. Và các bạn cũng có thể thấy là có rất là nhiều những cái trường hợp tương tự nếu mà chúng ta so sánh RSI với cả những cái tín hiệu của những cái chỉ báo khác. Tuy nhiên thì đối với cả bản thân mình thì thực sự là không có một cái chiến lược giao dịch nào là đúng hoặc là sai, mà quan trọng là chúng ta sẽ cần nắm rõ được những cái ưu, những cái nhược điểm của từng loại công cụ chỉ báo thì chúng ta sử dụng nó mới đúng thời điểm. Và hơn thế nữa thì cũng tùy vào cái phong cách giao dịch của mỗi người nữa. Thì dựa trên cái góc độ cá nhân của bản thân mình thì mình thường xuyên là ưu tiên sử dụng cái phân kỳ của RSI nhiều hơn. Bởi vì đối mình thì nó đưa ra cho mình những cái tín hiệu rất là tốt và hiệu quả trong giao dịch là cao đó. Và tất nhiên là nếu mà các bạn quen sử dụng những cái công cụ chỉ báo khác thì nó cũng tùy, thì các bạn cũng có thể áp dụng nó trong giao dịch, chứ nhất thiết là không phải thay đổi theo mình, mà mình chỉ chia sẻ từ cái quan điểm cá nhân của mình thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta quay trở lại với cả cái nội dung chính thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cụ thể về những cái kiểu phân kỳ mà chúng ta thường gặp ở trong giao dịch. Thông thường thì chúng ta sẽ có thể là nghe tới hai cái kiểu phân kỳ chính mà trong giao dịch. Thứ nhất đó là phân kỳ thường
và thứ hai là phân kỳ ẩn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cách phân loại khác, đó là chúng ta phân loại theo hai kiểu, đó là phân kỳ rộng và phân kỳ hẹp. Ngoài ra thì như mọi người đều biết thì cái vùng quá mua, vùng quá bán là những cái vùng rất là nhạy cảm, và đặc biệt là đối với cả chỉ số RSI thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta nhiều những cái thông tin quý giá. Thế nên là trong cái video ngày hôm nay mình sẽ xem xét phân kỳ trong hai cái trường hợp. Thứ nhất đó là phân kỳ xảy ra ở cái vùng quá mua hoặc quá bán, và thứ hai đó là phân kỳ không xảy ra ở cái vùng quá mua hoặc quá bán thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái kiểu phân kỳ rộng. Thì để mà các bạn có thể hiểu một cách đơn giản ấy, thì cái phân kỳ rộng được hình thành bởi những cái con sóng tạo đỉnh và đáy một cách rất là rõ ràng và rất là dễ dàng nhận biết ở trên biểu đồ đó. Nhìn vào màn hình các bạn có thể thấy cái tín hiệu phân kỳ được hình thành bởi những cái đỉnh đáy rất là rõ ràng và có cái độ rộng nhất định, giúp chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được cái tín hiệu này chỉ bằng những cái quan sát hết sức là bình thường. Và như mình cũng đã có giới thiệu ở trên thì phân kỳ rộng nó cũng sẽ gồm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là phân kỳ không nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán, đó chính là cái trường hợp mà như mình vừa mới lấy ví dụ ở vừa rồi. Còn trường hợp thứ hai đó chính là cái trường hợp mà phân kỳ xảy ra ở trong cái vùng quá mua và quá bán như các bạn đang theo dõi ở trên màn hình dưới đây. Thì một cái tín hiệu phân kỳ rộng thì sẽ được hình thành trong cái vùng quá mua và quá bán như thế này, được xem là một cái tín hiệu tương đối là chất lượng để mà chúng ta có thể chú ý tới. Bởi vì nếu mà mang ra so sánh thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là ở cái ví dụ thứ nhất thì sau khi mà xuất hiện cái tín hiệu phân kỳ thì giá nó chỉ tăng tương đối là nhẹ. Còn đối với cả cái trường hợp thứ hai thì sau khi mà xuất hiện cái tín hiệu phân kỳ thì giá nó có cái biến động rất là mạnh ở sau đó, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái loại phân kỳ thứ hai, có cái tên gọi đó là phân kỳ hẹp. Thì đây là cái kiểu phân kỳ được hình thành bởi những cái đợt sóng tạo đỉnh và đáy rất là nhỏ hẹp, di chuyển sát vào nhau và khó để mà chúng ta có thể nhìn ra một cách trực tiếp bằng cái nhìn thông thường đó. Thì nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy là cái phân kỳ hẹp sẽ làm khó cho chúng ta trong cái việc nhận biết hơn rất là nhiều so với cả cái phân kỳ rộng. Và nếu như bạn thực sự là không có nhiều kinh nghiệm về cái vấn đề đọc chart thì bạn cũng sẽ rất là khó để mà có thể nhìn thấy được cái tín hiệu này. Tuy nhiên thì mình có một cái mẹo nhỏ để giúp mọi người có thể dễ dàng nhận biết được cái tín hiệu phân kỳ hẹp trong cái quá trình phân tích. Đó là các bạn hãy sử dụng cái biểu đồ dạng line chart hay còn gọi là biểu đồ thường. Như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn ra cái tín hiệu hơn so với cả các bạn nhìn cái cây nến thông thường. Còn như mình thì mình đã quen sử dụng với những cái nến giá, thế nên là mình vẫn có thể nhìn được những cái thông tin hiển thị ở trên cái chart cầu thị. Nếu các bạn gặp khó khăn trong cái quá trình nhận biết tín hiệu phân kỳ hẹp thì các bạn có thể sử dụng cái dạng line để mà quan sát cái biểu đồ một cách dễ hơn. Thì bên cạnh cái tín hiệu phân kỳ hẹp không xảy ra ở cái vùng quá mua và quá bán như cái trường hợp mà mình vừa mới lấy ví dụ, thì ở trong trường hợp thứ hai thì đó là cái tín hiệu phân kỳ hẹp xảy ra tại cái vùng quá mua và quá bán như ở cái trường hợp dưới đây, thì nó cũng tương tự như là trong cái trường hợp quá mua mà thôi. Ok, thì đó là toàn bộ cái phần lý thuyết mà mình muốn giới thiệu và cho mọi người hiểu rõ được hai cái loại phân kỳ này. Và chúng ta thực sự là phải giao dịch thực tế thì chúng ta mới có thể gọi là biết được cái hiệu quả của nó. Thế nên là sau khi mà biết được lý thuyết rồi, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái ví dụ để mà các bạn có thể hình dung một cách dễ nhất cái cách sử dụng cái tín hiệu này nó là như thế nào. Thì như các bạn có thể thấy ở trên màn hình thì chúng ta có cái chart đồ thị của đồng BNB trên khung H1, đúng không ạ? Thì tại cái thời điểm này thì mình nhận thấy là giá tạo ra một cái đáy sau thấp hơn đáy trước, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái chỉ số RSI lại tạo ra cái đáy sau cao hơn cái đáy trước. Như vậy thì cái điều này nó tạo ra một cái tín hiệu phân kỳ rộng RSI, và cái chỉ báo này thì cũng đang ở trong cái vùng là vùng quá bán. Và như mình vừa mới chia sẻ với mọi người thì cái tín hiệu phân kỳ rộng xảy ra ở cái vùng quá mua hoặc quá bán là một cái tín hiệu rất là chất lượng và đáng để chúng ta chú ý, bởi vì sau đó thường nó sẽ có khả năng cao là có những cái biến động rất là lớn, nhất là khi mà cái chỉ số RSI chạm vào cái vùng quá bán thì lúc này giá đang bị ép xuống rất là mạnh. Tuy nhiên sau đó thì RSI tiếp tục tăng lên, cho thấy là giá sẽ có cái xu hướng là phục hồi trở lại, và mình tin rằng là theo sau cái tín hiệu phân kỳ rộng này thì nó sẽ là xuất hiện một cái xu hướng là tăng trưởng, và cái xu hướng tăng trưởng này sẽ rất là mạnh. Do đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái điểm mua đẹp để mà chúng ta vào cái lệnh long ở đây đó. Và như các bạn có thể thấy là giá của BNB đang quay về cái vùng hỗ trợ tại cái mức giá là tầm 430, và đây cũng là một cái vùng tín hiệu tốt để mà chúng ta có một cái entry vào lệnh, bởi vì những cái vùng hỗ trợ kháng cự cũng là những cái tín hiệu về cái hành động giá rất là có giá trị để mà chúng ta có thể theo dõi. Thế nên là các bạn nên kết hợp cả cái việc sử dụng phân kỳ với cả những cái công cụ thông thường mà chúng ta hay sử dụng, thì cái điểm vào lệnh, cái phần trăm chiến thắng của chúng ta nó sẽ cao hơn.
Thì như ở trong cái trường hợp này thì mình sử dụng cái ngưỡng hỗ trợ để mà theo dõi, thì giá có cái dấu hiệu là bật ra khỏi cái vùng hỗ trợ, thì nên là mình sẽ mở những cái lệnh long ở đây, và mình sẽ mua vào tại cái cây nến xanh thứ hai khi mà cái tín hiệu xác nhận nó rõ ràng hơn, và cái điểm entry mình chọn sẽ ở quanh cái vùng tầm khoảng $452, và cái stop loss thì mình sẽ đặt ngay ở bên dưới cái vùng hỗ trợ, tức là vùng tầm khoảng $430, và sau đó thì mình sẽ theo dõi và để cho giá chạy xe và take profit sau đó. Thì cái mức take profit các bạn có thể đặt ở cái vùng đỉnh gần nhất, tức là quanh cái vùng giá tầm khoảng $530, nó sẽ là hợp lý. Và như các bạn có thể thấy là sau đó thì BNB đã có một cái đà tăng rất là mạnh, và nó cũng đã chạm tới cái target mà mình đã đặt ra. Hoặc là cái cách thứ hai các bạn chọn cái mức target, đó là khi mà các bạn nhìn thấy RSI bắt đầu đi xuống khỏi cái vùng overbought, thì các bạn cũng có thể chốt lời quanh cái khu vực $530 như là cái cách nhất đó. Và với cái đà tăng giá này thì cái mức phần trăm lợi nhuận là khoảng 20% cho cái lệnh này, nó cũng tương đối là đáng kể, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào thêm với một cái ví dụ khác. Thì tại cái thời điểm này thì chúng ta có thể thấy là cái chart đồ thị giá nó đang tạo ra một cái đáy sau thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên khi mà nhìn xuống cái chỉ báo RSI thì chúng ta nhận lại được những cái dấu hiệu ngược lại. Cái chỉ báo RSI đang hình thành cái đáy sau cao hơn đáy trước, và kết hợp cái sự quan sát ở hai cái vị trí này thì nó sẽ cho chúng ta một cái tín hiệu gọi là phân kỳ rộng đang diễn ra. Tuy nhiên cái điều đáng chú ý một chút ở đây là RSI đang nằm giữa hai cái vùng quá mua quá bán, và nếu mà chúng ta áp dụng những cái lý thuyết về phân kỳ thì chúng ta có thể dự đoán rằng là giai đoạn tới nó sẽ có một cái sự bùng nổ về giá, và chúng ta tìm điểm mua ở cái thời điểm này nó sẽ là rất là hợp lý, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta để ý kỹ hơn về cái vùng mà chúng ta đang quan sát thì sẽ có một cái vùng thì chúng ta đang có một cái vùng hỗ trợ tương đối tốt, và cái điều này thì nó cũng hỗ trợ cho cái suy luận của chúng ta rất là nhiều, và mình sẽ đợi xem là giá sẽ phản ứng như thế nào với cả cái vùng hỗ trợ này. Ngay khi có một cái cây nến xanh xác nhận test thành công cái khu vực là 2420-2425 thì mình sẽ có mở những cái lệnh buy với cái vùng entry quanh cái vùng tầm 2437, và mình sẽ đặt cái stop loss ngay bên dưới cái vùng hỗ trợ, tức là cái vùng tầm khoảng 2420 một chút. Đó. Thì với cái việc mà giao dịch ở trên cái khung thời gian ngắn như là khung M5 thì mình sẽ tập trung quan sát những cái biến động giá và đưa ra cái quyết định, và như chúng ta có thể thấy sau đó thì giá nó đã có một cái sự pump rất là mạnh, và nếu mà chúng ta chốt lời ngay tại cái vùng kháng cự gần đó, tức là vùng tầm 2460, thì chúng ta cũng đã có một cái lợi nhuận tốt trong một cái khoảng thời gian ngắn rồi, vì đây là chúng ta mở cái chặng M5, thế nên là cái phong cách trade của chúng ta sẽ là cái phong cách scalping. Đó. Thì qua một cái ví dụ như vừa rồi thì các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng những cái tín hiệu phân kỳ, cũng như là chọn những cái công cụ để mà xác nhận tín hiệu phân kỳ ra sao cho hiệu quả, đúng không ạ? Và ở trong cái video này thì mình cũng đã đưa ra cho mọi người cả cái ví dụ ở trên khung thời gian ngắn hạn và ở trên khung thời gian là trung hạn, để mọi người có thể biết cách được sử dụng một cách linh hoạt nhất. Và cái tín hiệu này nó không chỉ được dùng để mà trade lướt sóng, mà nó cũng có thể dùng để mà chúng ta tìm được một điểm entry tốt để mà chúng ta vào những cái lệnh lợ hâu nó dài hơi hơn, đúng không ạ? Và bản thân mình thì khi mà phân tích ở trên chart đồ thị thì mình cũng rất là thường xuyên sử dụng cái RSI để mà nhận định cái xu hướng trong dài hạn, và mình thấy là cái tín hiệu phân kỳ của RSI là một cái tín hiệu phân kỳ có cái độ chính xác rất là cao, mà các bạn nên cân nhắc bổ sung vào trong những cái bộ công cụ mà các bạn đang sử dụng. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Thì hy vọng là sau cái video các bạn sẽ biết được cách sử dụng phân kỳ thế nào cho hợp lý khi mà các bạn giao dịch. Và mình nghĩ rằng là tất cả những cái kiến thức về phân kỳ thì có lẽ là trong một cái video này sẽ không thể nào mà gói gọn được. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ có những cái video tiếp theo để mà chia sẻ cho các bạn cách ứng dụng phân kỳ vào trong cái việc giao dịch là như thế nào. Thì nếu như các bạn cảm thấy hứng thú và muốn mình làm tiếp về cái chủ đề này thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết, đúng không ạ? Và các bạn hãy nhớ subscribe kênh để mà đón xem những cái video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Xin chào.